Rồi bắt đầu giờ mấy con hỏi thầy gì Phật. Hùng hỏi gì đây không? Tại vì là cho biết được sau một năm tu tập kết quả đạt được hay không. À, cái đó con muốn biết. Thật sự ra một tháng con cũng đã thấy kết quả. Tại sao con biết không? Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy nói, thầy nói đơn giản thôi. Bây giờ con hít vô, con biết hít vô, thở ra chứ thở ra. À, mà con tu 10 phút thôi. À, mới đầu con tu con thấy 5-10 niệm. Rồi có bữa thì nó không có niệm, có thời thì con tu có niệm, mà có thời thì nó có niệm chen vô. À, nhưng mà con tu suốt một tháng con niệm lại. Nay thấy cái niệm này nó bớt rồi. Mà thôi cái thời nào nó cũng đều đều rồi, nó không có lúc được mà lúc không. Thì đó là tiến bộ. Còn thế, còn về phần tâm con, về phần tâm con, hôm nay mình thích không có muốn đi nói chuyện hay nữa hết, mà thấy nó vui trong cái cảnh mình sống một mình, không có buồn. Còn mỗi lần đó, nó buồn, ai mà gọi mình cái mình thích lắm. Thì mình nghiệm qua cái tâm mình. Hôm nay con lại nghiệm nữa, con lại thấy nữa. Ở cái giờ ăn này, nó thấy cái món ăn này nó thích mà bây giờ nó không cần. Nó từ lần lượt con nhìn qua cái chỗ đó, rồi cái buồn ngủ con thấy nó cũng giảm lần. Đó là cái sự tiến bộ của con trong một năm. Nó giảm ít. Nhưng một năm con nhìn lại con nó tiến ghê lắm. Kể như là cái người mới vào tu mà nhìn con là sợ làm không kịp. Sợ ơi cái ông này tu giỏi quá ta. Cũng như bây giờ mấy con nhìn thầy chân thành mà thức được tới giờ lúc đó. Ông này tu giỏi, thức dữ nha. Phải không? Nhưng mà sự thật là người ta phải có cái thời gian người ta chiến đấu với hôn trầm. Nhưng mà người ta mới ở độ góc độ người ta phá hôn trầm được. Còn cái góc độ xả tâm người ta chưa được, người ta còn khi mà ta được cái này rồi lần lượt người ta tiếp tục cái này người ta xả. Còn có người ta xả tâm trước mà cái hôn trầm người ta còn, cho nên như vậy mà cái giờ giấc người ta nó bị đánh gục tới gục lui, nó đủ thứ, nó còn hôn trầm thì nhiên. Con hiểu. Còn cái ông này ông đánh được hôn trầm thì nhiên rồi, cho nên ông ngồi được và ông tỉnh, ông thức nhiều giờ hơn được. Còn mình chưa có đánh được không tầm thì nhiên mà ông này thức tôi cũng ráng thức, không ngờ là nó đập mình nhẹp hết. Thôi hiểu chưa? Cho nên đừng bắt chước người ta. Còn cái người mà ta xả tâm ta như cũng đất rồi, mình đừng nói sao ông này làm được dễ dàng quá, tôi cũng sao vậy. Phải tại ông này ông cãi qua cái thời gian ông tu 3 năm, 2 năm rồi. Ông xả nhiều rồi. Tức là ông tu định vô lậu. Cái người mà xả tâm là tu định vô lậu. Trước cái hoàn cảnh, trước cái sự việc xảy ra hoặc là tâm niệm gì đều là họ có cái điều mục, họ thông suốt hết rồi, họ xả hết. Cái người tu định vô lậu là họ xả tâm, họ bất động tâm. Còn cái người mà tu mà cái pháp mà để ngăn như chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở đều là pháp ngăn, thì cái người đó người ta đã tập diệt phương pháp đó mà cái định vô lậu người ta tích tập. Cho nên thầy chân thành bây giờ thầy phải trở về định vô lậu thì tu nhiều hơn. Cho nên bây giờ định vô lậu thì thường đặt cái đề tài thì quá. Con thấy không? Cho nên vì vậy cứ mỗi một tháng con nghiệm lại từ đầu đến cuối coi chừng cái gì mình tu kết quả hay không, rồi cái hôn tầng thiền viên có lui chưa. À, mà nó chưa lui thì mình phải tập nhiều hơn để cho mình phá, vì cái đó nó đương là đối tượng của mình. Còn cái vọng tưởng mà nó nhiều thì mình phải tập cái pháp nào, phải hỏi rõ coi pháp nào muốn hàng phục nó mà không bị ức chế, hàng phục được nó, ly được nó mà không bị ức chế là định vô lậu, người ta sẽ dạy mình định được. Còn bây giờ hàng phục nó mà ức chế nó mà bằng cách là nhiếp tâm, không có vọng tưởng, thì cái này nó chỉ đối nhiếp tâm mà không có vọng tưởng, an trú ở trong cái chỗ không vọng tưởng đó, chỉ đối với bệnh mà thôi, đối với cái bệnh thân của mình thôi, chứ nó còn nó không có đối với cái tâm, vì nó phần nhiều là ức chế để cho chúng ta vào đó mà chúng ta đẩy lui cái cảm thọ. Con hiểu không? Cái pháp nào nó ra bám thấy. Còn bây giờ định vô lậu nó khai triển tri kiến, cho nên cái gì tác động nó không được, nó thanh thản an lạc vô sự, không có làm cho nó phiền não được. Vì vậy nó bằng cái hiểu biết, có hiểu không? Định vô lậu mà cái tri kiến của nó trở thành cái hiểu biết, cho nên không có tác động. Và đồng thời không tác động thì con ngồi lại tự nó bất động, con không cần phải nhiếp tâm, cho nên con ngồi thanh thản an lạc vô sự, xuất hiện thanh thản là vô sự, không niệm gì hết, là định vô lậu đó. Còn bây giờ mà con ngồi con thấy cứ niệm niệm mà hoài mà con nhiếp tâm mà sao nó không được, con ráng cố gắng tập trung, thì đó là con tu để mà đối trị bệnh, chứ không phải là tu để xả cái tâm này đâu. Mặc dù nó không niệm, nhưng mà vì ức chế nó không niệm, nhưng mà nó nằm một đống ở đó. Phải hiểu pháp không? Cái pháp nó có cái lợi ích chỗ nào mình thấy được đó. Cho nên như vậy nó con cứ lượng, cứ một tháng qua là con xét nét lại hết. Rồi một cái nữa, con sẽ thấy tiến bộ. Cũng như bây giờ con tập đi kinh hành, mới đầu con tập đi thấy nó mệt nhọc mà thấy nó không ham, nó cực.
Nhưng mà sau thời gian một tháng sau, hai đi, hãy muốn đi kinh hành là thấy nó thích, muốn đi. Thì đó là tiến bộ. Nó có cái tinh tấn thì nó tiến bộ. Còn tu mà nó chán, nó làm biến thì nó là không có tiến bộ. Nó cho nên nó càng tu con thấy nó sẽ hiện ra cái tướng tiến bộ của nó rất rõ ràng. Cho nên nếu mà tiến bộ thì nó thực hiện ra thánh giác chi. À, thánh giác chi thì ví dụ như thường xuyên siêng năng mà tật pháp thì nó là tật pháp giác chi. Con thích tật pháp tác ý, con thích tác ý. Đó là mà nó thích thì mới tác ý nhiều được. Còn nó là biến, con tác ý rồi cái nó không còn biến, nó cứ nó ngồi lì đó mà nó không tác ý. Thì đó là nó chưa có tật pháp giác chi đâu. Chứ nó hiện cái tướng tật pháp giác chi. Nó thường là nó tật pháp giác chi, nó phấn khởi lắm. Nó muốn tác ý. Tác ý cái này rồi tác ý cái kia. Nó là tật pháp giác chi. Rồi khi mà nó thấy, khi mà con ngồi tu bất kỳ một cái phương pháp nào hay đi cái nành mà nghe nó có cái vẻ khinh an. Khinh an nó làm cho cái thân con nhẹ nhàng bước đi hay hoặc ngồi nghe nó thơ thới. Nó khinh an. Mà hãy có khinh an thì nó có hỷ giác chi, tức là cái niềm vui, nó khởi ra cái niềm vui thôi. Niềm vui nó vui. Mà hãy nó vui thì nó thích tu cái pháp đó lắm. Mà nó thích tu đó, nó là tinh tấn giác chi. Nó hiện là cái tướng giác chi của nó. Nó là ngưỡng hiện đó, nó hiện rõ ràng lắm. Cho nên khi mà nói về kết quả thì mình xét nét mình tu, bữa nay sao mình thích tu quá, mình muốn đi hoài hoặc là mình muốn ngồi hoài, đó là tinh tấn giác chi nó hiện ra. Mà nó hiện ra nó chưa thường xuyên. Tại sao nó chưa thường xuyên mấy con biết? Tại vì mình tu chưa đồng bộ, nó còn có cái gì đó mà nó phải trở lại. Chẳng hạn bây giờ đồng bộ là khi mà con tu cái pháp này nó khinh an như vậy, nó hỷ giác chi như vậy, thì cái định vô lậu nó là cái định cốt cán của nó. Bởi vì mình tu để được giải thoát là vô lậu, mà có cái định vô lậu là cái định này chính, chứ không phải là những cái định hơn niệm hơi thở là chính đâu, hay là đi chánh niệm chánh giác là chính đâu, mà chính cái định vô lậu mới là chính. Dùng cái tri kiến mà suy tư nghĩ để mà xả tất cả các tham pháp, các niệm ham muốn trong lòng của mình. Ví dụ giờ thấy món ăn thì con quán bất tịnh, tức là đề tài bất tịnh của món ăn rồi, thì đó là định vô lậu, nó làm con không còn lậu hoặc, dục lậu nó không còn dục lậu. Nó ba cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó ba cái lậu hoặc. Luôn luôn ba cái lậu hoặc này nó tác động làm cho tâm chúng ta động, không được bất động. Cho nên nói bất động tức là bất động tâm định, hay là vô tướng tâm định. Chữ bất động là nó không có động, cho mình dễ hiểu. Chứ sự thật ra cái chỗ bất động tâm là cái chỗ vô tướng tâm định. Tức là vô tướng đây là không phải là tướng, không có tướng, mà nó không có cái tướng dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Phải hiểu cái nghĩa của nó. Cho nên nó không có cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì cái tâm của mình nó bất động. Còn nó có cái tướng này vô thì nó sẽ bị động. Cho nên dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Do cái chỗ đó mà mình xét nét, mình thấy nó mùi được như thế nào mình biết. Bây giờ mỗi lần mình thấy cái món này ngon, món kia ngon, mình còn thích ăn, cái món này dở mình không muốn ăn, thì mình biết nó, cái tâm tham mình nó còn. Mà mình đến giờ ăn cái gì nó ăn cũng được, nó không còn lưu ý cái nào ngon, cái nào dở nữa. Thì đó là cái tâm tham nó ly chứ nó chưa diệt đâu, nó ly. Còn cái ngủ nó cũng vậy, nó ly cái tham si nó thì nó cũng vậy, nó cũng giảm bớt đi. Nó cũng không thấy, bây giờ thay giờ đó 9 giờ nó buồn ngủ, mà nay 9 giờ nó chưa buồn ngủ, thì biết là nó giảm. Còn nó nặng là nó làm cho mình uể oải mệt mỏi. Còn kia nó không có nặng thì nó không có uể oải mệt mỏi, nó không có lười biếng nữa. Mà nó ngủ nó vô thình lình, nó lặn vô cái nó ngủ. Đó là nó giảm bớt những cái lười biếng đó. Thì đó là mình cũng giảm rồi. Còn nó tới cái vô ký của nó là nó cũng giảm nhiều rồi, nó mới vô ký, nó ngồi im lặng vậy, nó đứng đương tĩnh vậy, cái nó giật mình cái vậy. Thì đó là cũng là dạng vô ký của nó, tức là cái dạng từ hôn trầm thiền miên mà nó dần đi đến cái chỗ vô ký. Thì mình đã lui được cái hôn trầm thiền miên nó mới tới cái này. Thì như vậy là cái nhìn lại cái kết quả mình tu nó có. Và đồng thời mình đừng có nghĩ rằng mình sẽ tu một ngày hai ngày mà ba ngày mình có tứ thần túc, không có đâu. Khỏi phải có thời gian mới có. Phải có thời gian mới có tứ thần túc mới được. Nghĩa là cái thời gian của mình tu chừng nào mà mình thấy cái tâm thanh thản là vô sự của mình luôn luôn nó kéo dài từ giờ này đến giờ khác mà không có một chướng ngại nào hết. Hãy còn có chướng ngại tác động vào thân, thọ, tâm, pháp bốn chỗ này mà còn bị chướng ngại thì phải ở trên tứ chính cần mà tu rồi.
Còn cái này nó cái dài hoài, nó từ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thỉnh thoảng nó xẹt qua một chút xíu thôi, thì mình mới dùng cái phương pháp mình quét nó ra. Còn nó nhiều quá là mình phải nằm ở trên tứ chính cần mà quét, quét nó, chứ còn ở trên tứ niệm xứ không đủ sức quét đâu. Do đó mình phải biết, mình tu mình thấy lát thì cái thân nó đau, nó tê, nó nhức, lát thì cái tâm nó niệm này, lát thì không cầm tới, rồi những cái đó nó là cái chướng ngại hết rồi. Vậy thì nên ở trên các pháp mà tứ chính cần tu tập, là vì trên tứ chính cần nó có bốn cái lại định để mà tu tập, cho nên mình biết là bốn lại định này mình chưa có nhường, mình chưa có nhường ở trên những cái lại định này, cho nên cái mặt của nó có tới tới lui như thế này. Chứ nó nhường rồi thì nó đã giảm rồi, nó không còn, cho nên đi đến tứ niệm xứ thì hoàn toàn nó an trú trong an trú. Cái danh từ an trú trong an trú đó là mình an trú được trong cái sự an trú, cho nên mới gọi là chân lý thanh thản an lạc, cái hiện tiền của mặt nó hiện ra. Còn cái này nó, mình giữ nó, mình hộ trì nó, nó lòi cái mặt nó ra, nhưng nó bị tác động ác pháp tác động vô, tác động vô thân tâm nó, cho nó mất đi. Nghĩa mà pháp nào chưa nhận nghiệm, thấy sao tâm niệm mình nó lăng xăng lít xích hoài, nó cứ tuôn trào vậy, thì mình biết rằng cái định vô lậu mình còn yếu, mình phải tu thêm nhiều. Nào, mà bây giờ mình thấy tâm mình nó không lăng xăng lít xích, mà cứ thân đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, không mà lại bị hôn trầm thì miên nữa, thì biết rõ ràng là định niệm ở thở yếu, chánh đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác yếu, tức là phải tập mấy cái pháp này nhiều. Bởi vì pháp nào yếu mình biết mà, đó là vậy là cái kết quả đó. Mình biết, bây giờ rõ ràng là vọng tưởng nhiều thì mình biết là định vô lậu yếu, phải tu cái này nhiều, phải không? Mà bây giờ cứ thân cứ bị bệnh, bị đau, tức là nhiếp tâm không được. Rõ ràng là nhiếp được, an trú được, làm sao thân bệnh? Không hiểu bây giờ thầy an trú trong cái ngồi thở, an tịnh thân hành, đổi biết tôi vô, an tịnh thân hành. Mà thầy ngồi như vậy 1 giờ, 2 giờ hồi thầy an ổn nhỉ? Ông nội cái thân thầy bệnh cũng không được nữa. Còn mấy con cứ ít bữa đau là thầy biết rõ ràng là mấy con bệnh đau, là mấy con chưa có an tịnh được ở trong cái hơi thở, hoặc là trong cái thân hành, hoặc là mấy con nhiếp tâm ở trong bước đi chánh niệm tỉnh giác, mấy con an trú chưa được, cho nên cái thân của con bệnh. Mà giờ mấy con an trú được làm sao mấy con buồn ngủ mấy con? An trú được thì nó không buồn ngủ, mà an trú chưa được thì nó cứ gục tới gục lui chứ sao, không phải không? Thấy cái tướng là biết cái pháp của mấy con còn yếu. Như vậy thì mình biết cái pháp mình yếu thì mình tu cái đó nhiều, phải không? Còn cái pháp nào mà vọng tưởng nhiều, bây giờ nó chơi hai cái, bệnh đau có, vọng tưởng có, hôn trầm có, thì vậy rõ ràng là mấy con hoàn toàn là pháp nào mấy con cũng chưa có nhường cái nào hết, phải tập điều bốn pháp này hết, trên tứ chính cần tập điều bốn pháp, chia cái thời gian ra mỗi pháp vậy tu mấy phút 30 phút bao nhiêu, thì vậy mấy con thấy thầy phân cho mấy con thấy cái rõ cái thức chưa, làm sao mấy con sai được? Chứ con biết bây giờ cái nào mình cũng còn yếu hết, ba cái mặt cái thằng này tham khi nó đầy đủ, nó lộ mặt đủ rõ ràng à, để mình nhiếp tâm vô thì vọng tưởng, mà mình ngồi lơ mơ thì gục gục, mà không khéo thì nhức bên này đau bên kia, sai chân này kia đủ thứ, ngoài trời mưa nhiều thì ở trong này muốn rung, mà rõ ràng là mấy con tham khi đủ thứ ở trong này hết rồi, mà những cái pháp này trước mặt các con thì chưa có cái nào mà gọi là nhường nhịn hết, cho nên nó bị đánh hết. Mục đích của đạo Phật đưa ra bốn cái pháp để ngăn á diệt á sanh, không có cho á pháp tác động vô mấy con, mà mấy con tu đúng pháp rồi nó tác động vô cái được. Nếu định vô lậu mà mấy con tu đúng thì làm sao mà niệm nó khởi được, đi vô lậu nó không có niệm rồi. Mà giờ mấy con an trú được thì bệnh đâu có đánh vô được, mà an trú được thì đâu có hôn trầm thì nhiên vô được. Thầy nói như vậy mấy con hiểu. Vì vậy mà xét thấy mình có tướng tạng nào sai thì tức là mình còn cái yếu phần đó, phải tập cái pháp đó. Rồi sau đó bây giờ nó chân lý được hộ trì, khi mấy con tu tập rồi cái trạng thái thanh thản tự nó hiện ra mấy con, mà hiện ra thì cái chân lý đó nó hiện ra rồi bây giờ mới hộ trì. Cho nên trong khi tu tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy an trú trong an trú, nó hiện ra rồi. Còn bây giờ các con tu tập ngăn á diệt ác sanh thiện tăng để hiện tiền cái tướng thiện của nó đó, tức là cái tướng thanh thản an lạc vô sự, không? Cho nên vì vậy đó, dùng tứ bốn cái pháp, bốn cái định này của tứ chính căn để mà làm cho cái chân lý nó hiện tiền ra, cho nên gọi là hộ trì chân lý. Sau khi an trú được an trú, cái chân lý nó hiện mặt nó rõ ràng ra rồi thì bây giờ mới chân lý được hộ trì. Các con nghe Phật dạy rõ mà, do đó khi mà chân lý được hộ trì rồi thì mới chứng đạt chân lý.
Bây giờ mới sống trong chân lý. Nó cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Chỉ bây giờ mình chỉ mình biết cách rồi, bây giờ mình biết ở pháp nào yếu pháp nào, mình đã tu nhường thì rõ ràng là mình nhận ra được, thì mình nỗ lực mình tu cái phần đó đi. Còn cái nào yếu hết thì con phải chia điều mà tu hết bốn cái pháp này, bởi vì ngăn ái diệt ác mà chưa tu bốn pháp xong thì không có được. Nó hiểu chưa? Mấy người hiểu chưa? Thầy cũng như thầy nói mà mình ngồi mà nó không có không thành gì, nhưng mà ngồi thì đó là vô ký, cái tướng trạng không cần thiền nhiên á, nó lui là nó lười biếng, nó mỏi mệt, con nó bắt con đi nằm buồn ngủ á, là cái tướng thô. Bây giờ nó ngồi nó giật mình cái đó là nó tới vô ký rồi, tức là thay vì không cần thiền nhiên thì nó giật con cũng là cái dạng tụi nó. Nó không còn không cần thiền nhiên mà nó lâu lâu nó giật mình. Nó giật cái là vô ký đó. Là... rồi nếu mà con để lâu á, bắt đầu nó vô ký cái nó ngồi lặng luôn, nó như không ngơ vậy. Nó không phải ngủ mà nó là vô ký, nó quên luôn. Cái đó bởi vì khi mà trường hợp đó, khi mà biết hai giật mình á, thì mình biết trước khi nó có cái trạng thái gì nó báo động cho con trước, thì con nắm hai bàn tay chặt cứng như con gồng hai cánh tay con. Nó không giật mình con được. Nó giật mình được là nó phải có một cái gì đó nó làm cho con quên cái rồi nó giật. Chứ không có gì hết. Nó mà báo được. Nó nếu mà nó không tái con thì nó sẽ tới cái chỗ khác nữa. Nghĩa là vô ký rồi nó tới quan thông đó. Nếu nó còn tái tới tái lui thì nó ở mực đó, tức là con không thắng được nó. Mà con thắng được nó rồi thì nó sẽ tới quan thông. Con đương ngồi thì nó ngã xuống cái đầm. Nó không. Con đương đi vậy nó đổ xuống cái rồi. Con tỉnh bơ vậy mà nói chuyện nó không cái nó. Nó không còn có gì hết, nó té còn xuống liền. Gọi là quan thân. Thầy Vinh Thành đã bị nhiều lần. Thầy đó không biết là bị tụng 1, 2, 3 à. Nhưng mà nó chưa phải đâu, nó cũng có hiện tượng đó. Nhưng mà chưa phải con mà phá được cái giật mình của con rồi thì nó sẽ tới cái đó. Tới cái đó. Rồi tới cái đó con biết phải làm sao không? Nó có cách phá chứ. Tới cái đó rồi đó. Thì khi mà như vậy đó, khi như vậy đó, thì bắt đầu tư tưởng niệm sinh. Chứ còn không có đứng đi được, đứng nó đổ thiếu điều cũng bể đầu mình á. Thầy chân thành mà đi giữa vậy, nó đổ té giữa vách này. Cái vách nó cày cái đầu này. Nó không có đơn giản, nó đổ xuống mà mai nó đổ xuống là tự cái thân nó phản ứng rồi. Nó tự nó phản ứng để nó bảo vệ cái thân nó chấm. Chứ mình hồi lúc đó mình không biết. Vậy mà cái đầu nó xài vô. Chính thật thầy, con hôm bữa đó con đi, nó cũng tự nhiên, nó té con xuống. Rồi bây giờ con đi ngon nhất rồi, con đi tìm về cái đầu con lạnh qua nữa. Mà cái khi nào mà cái trạng thái mà khi mà đương đi đó, mà nó là nó cũng quên vậy thầy. Nó quên mất đó, con nó không ngơ đó, nó đổ cái thân mình xuống. Nó đổ nó té xuống. Thì lúc bây giờ đó thì mình biết cái trường hợp đó là mình ngồi tu, tự nhiên. Bởi vì cái lúc mà nó như vậy á thì cái hôn trầm nó không còn có nữa, hôn trầm gì nữa. Cho nên trong khi đó đó mình ngồi lại mình tu tứ niệm xứ, bắt đầu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, giữ tâm căng thẳng để kéo dài cái trạng thái mà bệnh nặng đi tới, thì cái trạng thái quan không nó sẽ không có. Chứ không mình nhiếp tâm vô cái bước đi của mình hay hơi thở gì nó sẽ bị lọt trong không rồi. Buộc là mình phải trở về với pháp tứ niệm xứ, không có pháp cho nên nó không bị lọt trong đó được. Cho nên vì vậy mà mình giữ có thanh thản thôi, tác ý thôi, rồi kéo dài an trú trong không. Cho nên cái giai đoạn mấy con mà tới cái chỗ này là phải trở về tứ niệm xứ thôi. Mà tứ niệm xứ mà các con thấy niệm nó hay khởi xen vô thì mấy con ôm cái định vô lậu, mấy con tu để dẹp cho nó, tức là đưa từng cái đề tài ra quán. Quán một lần chưa thấm nhuận, hai lần, ba lần, một cái đó mà quán đi quán lại nhiều lần, cả trăm lần. Một đề tài ví dụ như thầy nói quán thân vô thường, thầy quán rồi vô thường rồi, rồi thầy đặt nó trở lại, thầy quán vô thường một lần nữa, rồi thầy quán mà vô thường, thầy cứ quán cái đâu hoài, cũng như mà thầy học cái bài, thầy đọc hoài chừng nào thuộc thôi, nó thấm nhuần được, thì đây cái lý vô thường nó mới như thật. Thầy con em bởi định vô lậu không phải là quán một lần, nó tôi quán tôi hiểu rồi thôi, phải, nó phải quán mà hiểu mà còn thấm nhuần cái lý đó nữa, nó ăn sâu vô tận ở trong cái tinh thần của chúng ta, mỗi chút điều là nó thật như vậy, nó vô thường thật như vậy, thì nó mới cái định vô lậu nó mới có nghĩa. Chứ bây giờ mình khi mà nghe thầy nói là vô thường, thầy nói vậy mấy con hiểu hết rồi. Nhưng mà nó không thấm đâu, nó không có thấm. Chứ nói vô thường vậy chứ mấy con thấy pháp nó thường thiệt chứ chưa vô thường. Cho nên tới bữa ăn phải ráng ăn đồ cho nó mập chút, để không ăn kiểu này chắc chết nữa.
Cho nên mấy con đâu có thấy nó vô thường, mấy con còn nuôi dưỡng nó.